Xin chào buổi trưa tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu với thông tin tình hình trưa ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8. Thì trước khi bắt đầu thông tin trưa ngày hôm nay, mình cũng sẽ trả lời một câu hỏi của các bạn là số người mắc bệnh trong tỉnh là 1470, thì tại sao ca tử vong số 33 lại có mã số là 266492? Thì mình cũng trả lời thắc mắc của bạn thế này. Thì cái mã số đó là mã số do Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân trên toàn quốc. Nhưng mà Bến Tre thì vẫn là 1470 ca mắc Covid-19. Hy vọng thì bạn đã được giải đáp thắc mắc của bạn. Thì còn bạn nào có những câu hỏi thắc mắc thì có thể để lại bình luận bên dưới. Nếu như trong quyền hạn sự cho phép của mình thì mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn. Và thông tin tiếp theo cho trưa ngày hôm nay chính là hôm qua Bến Tre xử phạt 155 trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Thì ngày hôm qua ngày 19 tháng 8, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 155 trường hợp về vi phạm phòng chống dịch Covid-19 với số tiền là 335,5 triệu đồng. Thì so với ngày 18 tháng 8 thì số vi phạm đã tăng lên 36 trường hợp, 155 trên 119 trường hợp. Trong đó chủ yếu là các lỗi ra đường không lý do chính đáng là 109 trường hợp, không tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch là 39 trường hợp, tụ tập đông người là 3 trường hợp, không đeo khẩu trang là 3 trường hợp, không chấp hành quyết định cách ly là 1 trường hợp. Thì qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng đã buộc quay đầu 15 phương tiện vào địa bàn tỉnh không có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính, kiểm tra 2.288 phương tiện, đo thân nhiệt 2.774 trường hợp, cho khai báo y tế là 396 trường hợp, nhắc nhở 225 lượt người dân, 23 cơ sở kinh doanh, lập biên bản 206 trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Thì tình hình người dân vi phạm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được ghi nhận trong những ngày này vẫn còn cao, cho thấy ý thức phòng chống dịch của một số bộ phận người dân vẫn còn thấp. Ngành chức năng đề nghị người dân thực hiện nghiêm về quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Tin cuối cùng cho bản tin trưa ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre trưa ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8. Thì tính từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa ngày hôm nay, Bến Tre có 5 ca mắc Covid-19 mới, bao gồm là Ba Tri là 2 ca, ở Mỹ Trung, xã Mỹ Thạnh là 2 ca là nghi ngờ và đang điều tra dịch tễ. Thì Châu Thành là 2 ca ở An Hiệp và Tam Phước, thì ca ở Tam Phước là nghi ngờ đang điều tra dịch tễ. Thành phố Bến Tre là 1 ca ở ấp Phú Nhuận, người về từ thành phố Hồ Chí Minh diện hồi hương được cách ly. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 2 ca, cộng đồng là 3 ca. Thì tính đến trưa ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, Bến Tre có 1.475 ca mắc Covid-19. Vẫn là 33 ca tử vong và 843 ca đã ra viện. Thì mình cũng xin kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay tại đây. Và hôm nay đến ngày mai, thành phố Bến Tre sẽ thực hiện test nhanh Covid-19 trên toàn địa bàn thành phố. Thì cũng mong mọi người thực hiện đúng quy định để sớm đưa địa phương mình trở lại hoạt động bình thường. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.